gieo mầm tại Việt Nam. Sự Việt Pháp quốc tế chuyện mình mà vươn lên. 15 năm cố gắng, 15 năm hành trình, vững niềm tin ý chí, lữ thư vàng thành công. Đoàn kết là sức mạnh cho một chặng đường dài, vẽ nên bước ngoặt lớn, dựng nên cho tương lai. Thành quả của hôm nay trồng gai trái ngọt, là lãnh đạo tận tâm, là nhân viên tận lực, sáng tạo để bứt phá mạnh mẽ để vươn lên. Tôi liền trong gian khó gọt rũ thêm vững vàng, phải làm con dòng lớn mạnh mẽ để vươn xa. Ngôi nhà của chúng ta giữ Việt Pháp quốc tế. Ngôi nhà của chúng ta dựng Việt Pháp quốc tế.